Xin chào cả nhà. Tối nay gia đình Yến sẽ ăn sushi. Bên cạnh đó thì Yến sẽ chia sẻ cách làm cơm cuộn. Cách cuộn này thì rất đơn giản. Vậy mời cả nhà cùng vào bếp với Yến nha. Trước tiên thì mình sẽ đi nấu cơm trước. Yến dùng gạo sushi, cả nhà dùng gạo thường cũng được nha. Ở đây Yến có 180g thanh cua. Xé sợi da như vậy nè. Để vào 2 muỗng canh rưỡi sốt mayonnaise. Trộn đều, để ý là không nên quá khô hoặc quá ướt nha. Và để vào 1 muỗng canh mè trắng rang. Mình trộn đều lên. Cà rốt và rêu leo thì Yến cắt khúc và khoanh vừa phải. Yến có cắt thêm bơ nữa. Sau khi cơm chín thì mình sẽ lấy cơm ra khỏi nồi để cơm được nguội nhanh. Để vào 2 muỗng canh giấm gạo, tương đương cho 3 ly gạo. Cả nhà dùng hiệu giấm nào cũng được nha. Trộn đều nhẹ tay và để cơm nguội hoàn toàn. Đây là cá hồi và cá ngừ, Yến cắt ra để làm sushi. Những miếng mà Yến cắt không đẹp đó thì Yến để vào cuốn cơm cuộn luôn. Cá hồi và cá ngừ thì mình nên mua ở những chỗ uy tín vì mình ăn sống đó nên phải tươi. Và đây là những thứ chuẩn bị để làm cơm cuộn. Mọi người có thể thay thế hoặc thêm vào trứng chiên, củ cải ngọt, rau xanh, tùy thích nha. Trước hết thì mình phải có một miếng tre chuyên làm cơm cuộn như vậy. Lót một miếng màng thực phẩm. Một miếng rong biển. Để cơm vào. Mình nhúng bao tay vào nước để cơm không bị dính quá và để cho mình dễ thao tác hơn. Mình đè nhẹ cơm lên mặt rong biển, chỉ để khoảng 1/3 trên mặt rong biển thôi nha. Sau đó thì mình lật mặt dưới của rong biển lên. Phần còn lại của rong biển không có cơm thì mình để vào thanh cua, dưa leo, cà rốt, bơ, cá hồi. Rồi mình cuốn lại. Cuốn sơ lại trước. Sau đó một bên tay mình cầm chặt, một bên tay kéo cho cơm cuộn được cuốn chặt hơn. Sau đó mình dùng màng thực phẩm bọc lại. Mình gấp một xíu cái mép màng để làm ký hiệu, lát nữa dễ kiếm và lột da nhanh. Trước khi cắt khoanh thì mình làm ướt dao cho dễ cắt nha. Và đây là thành phẩm bữa tối của gia đình Yến nè. Mong cả nhà sẽ thích những video của Yến. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Hẹn gặp cả nhà ở những video tiếp theo.